Vừa rồi chúng ta đã trao đổi với nhau về nhóm lệnh transform để nắm vững hơn, kỹ hơn các cái thao tác transform mà chúng ta có thể làm với đối tượng ở trong Photoshop. Tuy nhiên thì trong thực tế thì transform mặc dù nó rất mạnh nhưng mà nó sẽ có những cái điểm mà chúng ta sẽ cảm thấy là nó chưa đáp ứng được yêu cầu của chúng ta. Tôi lấy ví dụ như là trong trường hợp mà chúng ta cần phải thay đổi kích thước của một cái bức ảnh, có thể là nới rộng ra, có thể là thu hẹp lại để đáp ứng một cái yêu cầu cụ thể nào đó, thì trong trường hợp này chúng ta sử dụng các lệnh transform thông thường nó sẽ không giúp chúng ta giải quyết được cái vấn đề mà chúng ta mong muốn, mà thường thì chúng ta sẽ phải làm mọi sự nó trở nên phức tạp hơn, nên rất nhiều người đạt được yêu cầu. Ví dụ như trên hình thì các bạn đang thấy là có một bức ảnh theo chiều ngang như thế này, theo chiều chiều chữ nhật ngang như thế này. Tôi lấy ví dụ nếu như mà tôi cần một không gian rộng hơn nữa để mà tôi đưa thêm hình ảnh, tôi đưa thêm chữ nghĩa gì vào chẳng hạn, để tôi làm một cái thiết kế, thì tôi có thể kéo nó ra như thế nào, hoặc là tôi thu nó lại để tôi làm một cái bố cục dọc thôi. Chẳng hạn bức ảnh này bức ảnh ngang nhưng bây giờ tôi muốn ép nó lại để tôi lấy một cái bố cục dọc để tôi làm một cái bìa chẳng hạn, bìa tạp chí theo chiều dọc chẳng hạn. Bây giờ chúng ta quan sát nhé, một layer duy nhất ở trong bức ảnh thì nó sẽ có tên là background và chúng ta sẽ không có kéo được. Tuy nhiên nếu như chúng ta đổi cái lớp background này thành layer không chẳng hạn thì chúng ta có thể là co duỗi, chúng ta có thể thao tác thế này. Thao tác rất là đơn giản, nhấp đúp vào chữ background này thì chúng ta sẽ chuyển nó thành layer không. Bây giờ nếu như chúng ta sử dụng lệnh transform Ctrl T chẳng hạn, tôi nới rộng ra nha. Ok, nới có nới được không? Chắc chắn là hình nới nhưng mà chúng ta sẽ không nhìn thấy cái phần mà nới rộng ra, mà chúng ta chỉ thấy là cái hình này biến dạng. Thu hẹp lại thì sao? Ctrl T thu hẹp lại. Ok, tôi có thể thu hẹp lại bao nhiêu cũng được và nó chuyển sang cái chiều đứng. Tuy nhiên là cái thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay lập tức ở trên bức hình đó là hình người biến dạng, trông nó rất là dị. Bầu trời không có vấn đề gì, mặc dù trông nó cũng không được bình thường lắm nhưng mà cũng không thể nào ai nói là không có cái dạng mây như thế này đó. Cánh đồng thì không ai bắt bẻ được tại sao cánh đồng như thế này, nhưng con người là cái vật thể mà chúng ta sẽ nhìn và chúng ta sẽ thấy ngay nó có hợp lý hay không hợp lý, đúng không? Trong trường hợp này thì cô này đang bị biến dị, trông hết sức cũng là không thuận mắt. Đấy. Thế còn nới rộng thì sao? Nới rộng thì bây giờ chúng ta xem thêm một cái vấn đề như thế này nhá. Transform thì rất là đơn giản rồi, nhưng mà transform để mà còn nhìn thấy được cái phần nới rộng thì chúng ta không làm như thế này, không làm đơn thuần như thế này được. Chúng ta sẽ làm quen với một cái lệnh như thế này. Các bạn vào trong menu Image. Trong menu Image thì chúng ta có một cái lệnh nó gọi là lệnh Canvas Size. Canvas Size nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là nới rộng hoặc thu hẹp hoặc thay đổi cái kích thước của cái khung chứa của cái ảnh. Cái khái niệm ban đầu thì chúng ta mới chỉ nói về cái ảnh thôi, nhưng mà thực tế ra thì cái ảnh nó không phải tự dưng mà nó tồn tại được, nó cần phải có một cái khung chứa cho nó. Tuy nhiên là do cái khung và cái ảnh nó trùng nhau, nó có kích thước trùng nhau cho nên là trước nay chúng ta chưa để ý được vấn đề là cái khung chứa nó là cái gì. Thế thì khi mà chúng ta nhấn lệnh Canvas Size thì chúng ta sẽ làm được những cái gì? Các bạn cùng quan sát. Vào menu Image, vào lệnh Canvas Size, nó sẽ mở ra một hộp thoại cho chúng ta. Chúng ta sẽ có những gì trong này? Chúng ta cùng quan sát nhé. Ở trường phía trên chúng ta sẽ có một cái khu nó gọi là Current Size, nó thông báo cho chúng ta các cái tham số hiện tại của cái ảnh mà chúng ta đang mở trên màn hình. Ví dụ như là 3,07 m, đấy là cái kích thước về độ lớn của file. Ngoài ra nó còn thông báo về chiều rộng của file này là bao nhiêu pixel, chiều cao của file này là bao nhiêu pixel. Thì đấy là những tham số hiện tại. Thế còn nó có một cái trường nữa cung cấp cho chúng ta là trường New Size. Nó cũng có trường chiều rộng, có trường chiều cao, đơn vị đo. Các bạn muốn co cái này lại thành bao nhiêu hoặc là nới cái này ra thành bao nhiêu thì các bạn gõ cái con số cụ thể vào đây. Tôi lấy ví dụ tôi muốn cho cái thằng này nó tăng lên gấp đôi chẳng hạn về chiều rộng, chiều cao vẫn giữ nguyên.
tôi muốn có một không gian rộng hơn để tôi đặt thêm các thứ vào, thì tôi có thể gõ vào đây là 2200 chẳng hạn pixel. Đấy, vẫn giữ nguyên chiều cao, nhấp OK thì nó sẽ tăng rộng khung lên gấp đôi cho tôi. Đấy, thế thì ở đây chúng ta lưu ý nó có mấy cái tùy chọn như thế này. Thứ nhất là cái khu vực mô hình ở dưới, các bạn nhìn thấy là nó có 9 ô được chia ra như thế này, và các cái hướng mũi tên rất là rõ ràng điền vào đó. Và nếu như mà chúng ta muốn là nó phát triển về hướng nào thì chúng ta sẽ bấm vào cái hướng mà ngược lại. Tôi lấy ví dụ như là trong trường hợp này, cái cô này đang đứng ở phía lề trái, tôi muốn là nới rộng cái không gian về bên phía phải để tôi thêm các thứ, tôi nhân mạng các thứ, tôi thêm các thứ vào không gian bên phải để các nội dung chữ nghĩa hoặc là hình thêm vào nó hướng về cái phía mặt mà cô đang nhìn chẳng hạn. Quy tắc bao giờ cũng thế, mở bao giờ cũng nên mở về cái phía mà gì đấy, hướng nhìn chứ không phải hướng sau lưng của đối tượng. Thế thì chúng ta sẽ thấy là tôi muốn mở ra phía đằng trước thì tôi lại phải bấm về phía đằng lưng. Bấm về phía đằng lưng để làm gì? Để xác nhận rằng cái hướng này là khóa lại, không mở ra, và tất cả mọi thứ phát triển thêm thì sẽ phát triển về những hướng còn lại. Đấy, bấm vào đây thì chúng ta có gì ạ? Thao tác mở ra, à xin lỗi, chưa tăng kích thước gì. Đây, ví dụ tăng lên gấp đôi nhé, 2200 chẳng hạn, và mở sang phía bên phải. Đấy, thì tôi bấm vào lề bên trái để tôi xác nhận là cái này không đổi, muốn đổi thì hãy mở sang phía bên kia. Thì đây, kết quả nhận được là chúng ta sẽ mở là phía bên kia. Nếu mà chúng ta không bấm gì cả, nó sẽ mở bao giờ cũng cân. Tham số thêm vào bao nhiêu thì nó thêm vào một nửa ở bên trái, một nửa ở bên phải. Nếu mà mở trên dưới thì cũng thế, mở theo trục đứng cũng thế. Nếu tôi không gia giảm tham số thì nó sẽ làm sao đấy ạ? À không chỉ định chiều thì nó sẽ thêm một nửa phía trên, thêm một nửa phía dưới. Còn nếu chúng ta chỉ định chiều thì bấm vào chiều nào nó sẽ khóa chiều đó lại và nó sẽ mở về chiều hướng ngược lại. Thế còn chúng ta có thêm một cái tùy chọn nữa, thứ hai như thế này, canvas size. Thì bình thường ra các bạn sẽ có cái trường new size này. Đấy, thì nó sẽ hỏi và chúng ta điền tham số vào đây. Điền tham số này vào đây có nghĩa là điền tham số vào để thông báo với nó là sau khi mà image size xong, canvas size xong thì nó sẽ có kích thước là bao nhiêu. Đấy, thế còn một phương án nữa là gì đấy ạ? Tôi không cần cộng trừ nhân chia gì cả, tôi không cần biết, đúng không? Bấm vào cái nút relative này thì hiện tại nó sẽ cho cái chiều này là 0, chiều này là 0. Muốn thêm bao nhiêu thì thêm vào đây. Đấy, ví dụ đang là 1100, tôi không cần cộng trừ tính toán gì cả. Tôi bảo tôi cần thêm 534 pixel nữa. Ví dụ như thế, tôi chỉ cần gõ vào nó sẽ thêm đúng 534, còn nó cộng vào thì thành bao nhiêu kết quả cuối cùng thì nó sẽ không bắt chúng ta tính toán, không cần phải điền vào. Chỉ cần biết là tôi muốn thêm bao nhiêu thì tôi thêm vào đấy. Kết quả cuối cùng thêm vào rồi nó sẽ báo, nó sẽ ra thực tế. Ví dụ như thế. Thế bây giờ chúng ta cùng nhau nới nhé. Ví dụ nới gấp đôi giống như vừa nãy nhá. Bây giờ chúng ta cho nó là 2200 pixel, mở rộng gấp đôi ra, mở về phía bên phía phải là phía cái hướng mặt nhìn. OK, bây giờ chúng ta sẽ có một bức ảnh như thế này. Thế tiếp theo thì chúng ta làm gì nữa nào? Ctrl T nhé để kéo rộng cái khung cảnh này ra nhé. Kéo nào. OK, bây giờ khung cảnh rộng gấp đôi rồi, nhưng mà dẫn tới là cô này cũng bị mập ngang gấp đôi. Trường hợp này thì không ổn. Thứ nhất là cái tỷ lệ như thế này thì cái không gian nới ra nó cũng không rộng ra thêm được bao nhiêu để mà đặt thêm các thứ vào. Thứ hai nữa là nhân vật chính ở trong bức ảnh này bây giờ không còn đẹp đẽ như cũ nữa, nó rất là tệ. Vậy tôi muốn là gì đây? Không gian rộng ra như cô này vẫn phải giữ được cái dáng mignon như cũ, dây dây mảnh mảnh như cũ, nhưng trong khi đó thì không gian thì nó lại được nới rộng gấp đôi. Vậy thì bây giờ chúng ta có làm được với lệnh transform hay không? Chắc chắn là không.
chúng ta sẽ phải cầu viện tới một cái thứ khác. Thứ này nó gọi là Content Away Scale. Đây các bạn quan sát, cũng nằm trong menu Edit, nhưng mà thay vì việc sử dụng lệnh Transform hoặc là Free Transform thì chúng ta sẽ lên cái lệnh đầu tiên ở trong cái nhóm đó. Lệnh này có tên là Content Away Scale, phím tắt của nó là Alt Shift Ctrl C. Khi chúng ta nhấn cái này thì có cái gì khác so với lại lệnh Transform hay không? Các bạn cũng sẽ thấy các cái tay nắm điều khiển nó hiện ra cũng giống hệt như là cái lệnh Transform thôi, nhưng kết quả thì nó sẽ có sự khác biệt đó. Các bạn nhìn nhé, tôi bấm vào cái điểm điều khiển này và tôi kéo. Hình nới rộng ra gấp đôi. Tuy nhiên là chúng ta thấy là cô này không bị biến dạng to giống như là cũ nữa, đúng không? Nhưng mà như thế này có được không? Như thế này còn tệ hơn, đúng không? Ok, vậy thì chúng ta lại Ctrl Alt Z, chúng ta lùi lại một bước và bây giờ chúng ta làm thêm một thao tác như thế này nhé. Bây giờ chúng ta thử này, Edit này, Content Away này. Các bạn nhìn thấy ở đây là chúng ta có một cái trường gọi là trường Protect ở trên này. Ở trong này Protect cái gì? Nằm, không có gì cả. Bây giờ chúng ta thấy có một biểu tượng có thằng người ở đây. Tôi thử bấm vào đây cái xem là chúng ta kéo to thì nó như thế nào nhé. Cũng vẫn chưa ổn lắm. Bây giờ làm lại, nhưng lần này tôi sẽ cầu viện tới vùng chọn. Các bạn quan sát nha. Tôi sẽ sử dụng công cụ tạo vùng chọn, bất kỳ công cụ nào cũng được, miễn là tạo ra một vùng chọn bao quanh cái cô này. Sau đó tôi sẽ lưu cái vùng chọn này lại. Các thao tác làm việc với vùng chọn chúng ta sẽ làm việc ở menu nào nhỉ? Menu Select, tất cả cái gì liên quan tới vùng chọn chúng ta sẽ vào Select này. Và trong Select này thì các bạn tìm tới lệnh gần như cuối cùng này, Save Selection. Các bạn lưu nó lại cho tôi. Khi hộp thoại mở ra, các bạn có thể đặt tên hoặc không đặt tên. Đặt tên thì nó sẽ có cái tên giống như các bạn yêu cầu. Còn nếu không đặt tên thì nó sẽ tự động đặt tên là Alpha Channel 1, Alpha Channel 2. Cho nên là đặt cũng được, không đặt cũng được. Ok nhé. Sau đó chúng ta sẽ hủy vùng chọn đi. Hủy vùng chọn chúng ta dùng cách nào ạ? À rồi, ok, Ctrl D. Bây giờ chúng ta lại gọi lại lệnh Content Away nhé. Nhưng trước khi mà co kéo thì bây giờ chúng ta làm như thế này. Trên trường Protect tại thanh Option, sổ danh sách ra và các bạn chọn Alpha 1. Đấy chính là cái tên mà chương trình đã tự đặt cho cái vùng chọn chúng ta vừa lưu đó. Sau đó chúng ta mới bắt đầu co kéo. À, điểm khác biệt bắt đầu thấy rõ ràng rồi. Không gian thì rộng gấp đôi. Bây giờ tôi đã kéo cái ảnh ra, cũng bắt cái ảnh này rộng gấp đôi. Nhưng có một cái điểm thú vị là cô này không bị biến dạng nữa. Cô này vẫn giữ nguyên được cái tỷ lệ gấp ban đầu. Và yêu cầu mà tôi đặt ra là tôi cần một không gian rộng gấp đôi để tôi có thể đặt thêm các hình hài hoặc chữ nghĩa vào đây, để tôi thiết kế thêm một cái gì đó đã xử lý được như mong muốn. Không gian rộng ra, nhân vật chính thì không bị biến dạng. Thì đây chính là cái lệnh mà chúng ta gọi là Content Away Scale, cho phép chúng ta thay đổi kích thước của một cái bức hình nhưng mà lại không làm biến dạng cái đối tượng hoặc là một cái vùng hình ảnh ở đó mà chúng ta bảo vệ. Thực ra thì về mặt nguyên tắc thì trong cái lệnh Content Away Scale này nó có chứa ngầm một cái lệnh là Protect người. Tức là nếu như mà nó dò tìm được người ở trong bức ảnh thì về mặt nguyên tắc là nó sẽ tự động bảo vệ. Đấy. Nhưng mà nếu như mà nó không dò được thì nó sẽ không bảo vệ được, nếu mà nó không nhận diện được. Đấy, hoặc giả
Trong một cái phép biến dạng này thì nó cũng có một số các tỷ lệ nào đó thì là tỷ lệ mang tính an toàn nó sẽ làm được, còn nếu mà vượt ra ngoài cái tỷ lệ đó thì nó sẽ khó. Ví dụ như là bức hình mà rộng 100, nếu như mà cái hình mà chúng ta cần bảo vệ nó nằm ở cái mức độ gọi là dưới 50 thì may ra nó có thể là bảo vệ một cách tự động được đấy, còn nếu mà không thì nó sẽ vẫn có biến dạng, mặc dù biến dạng ít hơn so với lệnh transform thông thường. Thế kéo ra thì như thế, bây giờ tôi thu lại thì sao? Đây, bây giờ chúng ta lại sử dụng lệnh container scale nhé. Vừa nãy là chúng ta nới rộng ra gấp đôi, bây giờ tôi lại thu lại này, nhân alpha này, alpha 1 chính là cái vùng chọn vừa rồi chúng ta đã lưu, bây giờ tôi thu lại. Hơi khó đúng không? Tại vì đây là nó đã không còn là cái ảnh gốc nữa rồi. Hình vẫn bị biến dạng. Nhưng bây giờ tôi lùi lại trước khi mà duỗi nha. Đây. Bây giờ chúng ta thử từ cái hình gốc như thế này. Edit Container Weight Scale. Bật cái alpha 1 này lên và chúng ta thu lại còn khoảng một nửa đi. Ok. Các bạn thấy gì đấy ạ? Trong trường hợp này tôi thu hẹp cái hình lại rất là nhiều, nhưng mà cái cô này vẫn giữ được tỷ lệ đấy. Các bạn nhớ là cái lệnh Container Weight Scale này dành cho thao tác một lần thôi nhé, chứ không phải các bạn đã Container Weight một lần nó đã làm biến dạng xong xong chúng ta lại tiếp tục Container Weight thì nó sẽ không bảo vệ được nữa đâu. Tại vì các thuật toán nó đã áp dụng một lần mà ghi nhận về sự biến dạng, di chuyển thêm hoặc bớt các cái điểm điểm ảnh đấy thì nó sẽ chỉ làm được một lần thôi, còn lần thứ hai là các cái thuật toán nó không còn bảo vệ được nữa, cho nên là nó sẽ bị méo, nó sẽ bị biến dạng đi. Thì đây chính là cái điểm rất là đặc biệt mà Photoshop nó cung cấp cho chúng ta. Thực ra thì cái này thì đến phiên bản CC này thì nó không còn là cái gì mới nữa rồi đấy. Nó nếu mà so sánh thì phiên bản CS5, CS6 thì đấy là những cái thời điểm mà nó rất là mới, đấy là một cái cuộc cách mạng của nó, cho phép chúng ta co duỗi mà vẫn bảo vệ được một cái vùng điểm ảnh nào đó ở trong Photoshop, ở trong cái layer mà chúng ta điều chỉnh đấy, nó tiện hơn rất là nhiều so với trước đây. Nếu mà chúng ta sử dụng transform, mà vì chúng ta dùng transform ấy thì chúng ta buộc lòng là phải copy lấy cái đối tượng gốc đấy, sau đó ví dụ như là trong cái điều chỉnh này chúng ta phải copy lấy cái cô kia đúng không, có kéo rồi biến dạng rồi sau đó lại dập xóa rồi sau đó chúng ta mới dán trả lại cái cô mà đã copy vào, làm sao cho nó vào để không bị méo hình, không bị biến dạng cái cô đấy. Nhưng mà copy thì dễ, nhưng dán vào để cho nó ăn vào với lại cái đối tượng mới, cái hoàn cảnh mới thì không hề đơn giản thế nào cả, sẽ có rất nhiều thứ mà chúng ta phải xử lý. Tuy nhiên với cái lệnh mà Container Weight Scale này thì chúng ta tương đối là thoải mái trong cái việc là co duỗi, thay đổi xử lý một cái ảnh cho nó rộng ra, hẹp lại mà vẫn giữ được những cái phần đối tượng mà chúng ta cảm thấy quan tâm, những cái vùng đối tượng chính, những cái vùng nội dung chính của bức ảnh.